Cứng nhiều không? Nhiều. Từ đâu bữa nào thật đấy, ông nói thật đấy. Nhưng mà sao vợ thế mà vợ vẫn không đủ, sao vợ vẫn đi? Không, tại ông kia ông điện ngày đêm ngày đêm, bây giờ nhà nó điện ngày đêm ngày đêm đó, mấy gái bắt gặp nè, rồi nó chửi. Ông điện ngày đêm luôn. Ở ông kia tối ngày điện ông già trẻ. Hả? Ông già trẻ. Già rồi. Ông nó cũng mấy 50 rồi, có bà vợ mới cho số nè. Vợ của ai? Vợ của ông đó đó. Cái gì vậy? Điện về mấy gái kêu nói kêu mẹ con đừng có điện chồng cô nữa. Hai người nói chuyện hoài luôn. Chết rồi, vậy là vợ mình đi với ông kia rồi. Nhưng mà sao thì hàng nhà mà ngon, hàng đôn lên, đôn duyên, đôn lòng mạnh cái này mà sao thì vợ vẫn... Để mấy gái cũng phiền hoài, mẹ với ông kia già chắc luôn rồi. Già chắc là yếu rồi, năm mấy là yếu rồi. Ông là mấy không? Hả? Năm mấy ông không? Năm mấy à? Năm mấy là yếu rồi. Thấy trong hình còn mình mấy đứa gái đưa đó. Còn em được bao nhiêu, em ba mấy? Em 38 39 này. 38 39. Em sinh năm mấy? 85. Ô, 85 là còn nhỏ anh nhiều. Này còn mạnh, anh yếu rồi. Nhưng mà sao đôn còn trẻ mà anh nhìn em lực lưỡng mà đôn chi vậy? Tại mình có vô bi không? Có vô bi. Mấy cục? Ba cục luôn. Hai cục tròn, cục dài. Ôi giời. Trước em vô lâu chưa? Vô đây cũng được 4-5 năm rồi. Vô là mỗi lần vô như thế này về vợ có thích không? Vui không? Vợ vui hơn không? Vợ một người khỏe hai người vui ha. Thế nhưng mà anh hỏi thật là vợ thích hơn không? Thích thì. Thích hơn à? Thích còn, hơn còn mới làm này đâu 3 tháng à? 3 tháng nhưng mà được nhưng mà ấy mới vợ lần nào chưa? Rồi mà vợ thích hơn. Vợ thích hơn không? Nhiều người thích. Thích cho đi. Trời đất quỷ thần này. Không thua rồi. Chắc đang lọt vô lưới tình để biết đâu. Tại em kia tối ngày điện Zalo hoài đó. Zalo chuyện hoài chắc nó thể yêu đương phái gì. Vậy hả? Căng nói kìa. Bởi mấy gái đó cha mẹ đi với ông đó là có ngày thế nào ông chán cũng bỏ mẹ về. Đấy đúng rồi. Tại em còn vợ con mà có xui giá chân rồi. Đúng rồi. Đấy, đúng rồi. Buồn quá. Chắc tại vợ ở nhà tối ngày nghe điện thoại đó suốt đó. Nhưng mà vợ em làm công việc gì? Không, vợ ở nhà năm nay rồi, tính xe sang năm mới đi vô làm tí mai á. Kì vậy, vợ ở nhà ăn chơi. Thế còn em làm công việc gì? Em làm tài xế, chạy Bình Dương nè, bên phế liệu. Xe tải hay là gì? Xe tải. Xe mấy tấn? Xe 5 tấn. 5 tấn là xe nhỏ mà. Ừ, mà nói chung trong đó 2 tấn rưỡi, rồi 5 tấn, 8 tấn, 15 tấn cũng có. Nói chung là cũng bố xua cả ha. Em bằng xe à? Bằng xe. Cho anh hỏi này, vậy là vợ em là đi mấy ngày rồi? Đi tối bữa thứ chủ nhật tới nay đó, 10 rưỡi tối á. Hôm bữa đi là đi buổi tối luôn, trốn buổi tối luôn. Trốn đi luôn. Trốn luôn. Mấy giờ? 10 giờ rưỡi. 10 giờ là 20 ngày 21 á. Gọi là 22 giờ đêm. Rưỡi đúng không? 22 giờ 30 đêm. Dạ đúng rồi. Ngày mấy em? Ngày 21 tháng 1. 21 tháng 1. 21 tháng 1 là mới đây à? Mới đây tuần trước á. À hôm nay 28 rồi, 29 rồi. Ừ. Oh. Không có liên lạc gì hết rồi, không có liên lạc bên nội ngoại gì. Nhưng mà trước khi vợ đi là vợ nó đi đâu? Dạ. Trước khi vợ đi là vợ nó đi đâu? Vợ nói với mấy gái là đi ra ngoài dọn chỗ. Nhưng mà cho anh hỏi lại, anh hỏi lại một câu này. Dạ. Khi em đôn gen em xoáy lòng á, nhá, em làm hàng to dài hơn đấy. Dạ. Là trước khi em đi này là vợ trước khi vợ em chê là em kém hay là sao mà tự em đi làm? Không, đó tự em đi làm. Sao tự đi làm chi vậy? À, làm. Tại lúc đầu hồi đó cũng cách mấy tháng vợ chê nhỏ 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 đó. Nhỏ vợ kia chê nhỏ. Coi họ thấy nhỏ nhỏ rồi. Em được bao nhiêu ký? Em 86 kg. 86 kg mà vợ vẫn chưa nhỏ. Trời đất ơi. Nhưng mà đúng người nhiều người các cụ ngày xưa người ta nói là tướng to là nhỏ, mà tướng nhỏ thì lại to. Anh nói không biết có đúng không? Đó thì bởi vậy em thấy vậy rồi mới nhưng làm mà đó. Em không tự tin hàng của mình đúng không? Ừ, rồi mới làm đó. Ồ. Nhưng mà anh hỏi thật em này. Từ trước là vợ có thường xuyên chê phiền là em yếu hay là em mấy không? Không. Vậy sao kệ mình có sao dài vậy, làm chi tốn tiền em? Có khi lúc trước không làm mỗi ngày luôn á, khi sau này là tao gọi làm giảm lợi. Trước là ngày nào em làm thi luôn. Ngày nào cũng là sau này giảm lợi từng 3 ngày 4 ngày. Thì vợ có chịu lỗi không? Chắc đau thì vợ đau không, mệt không? Vợ mai mệt không? Có khi vợ nào đau là ngưng luôn cái tầng luôn. Ngưng luôn luôn. Thế mình thế cho nên mình phải ăn đều, đừng ăn nhiều quá bữa lo bữa đói em ạ. Ăn dồn mấy ngày Tết thì mệt lắm, ăn người ta phải chia ra. Đó, ok, bây giờ anh tiếp tục anh trò chuyện với em nhé. Bây giờ anh trò chuyện em cụ thể cái câu chuyện làm sao nhé, để anh có hướng nhé. Đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Dạ, trong những ngày gần đây nhất thì cuối năm anh em hiệp sĩ Bình Dương một ngày phải nó tiếp nhận là phải là một điều, cái số lượng phải càng ngày càng đông, đặc biệt là đa số là các anh trai về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình đăng tin tìm vợ. Mới đây một cái câu chuyện phải là vô cùng rất thảm thương mà nghe rất xót và rất đau lòng. Một người cha và dắt theo 3 người con gái về đây nhìn rất tội, dép giày dép không có, quần áo không có, mà ăn thì đói. 3 bé hiện nay không ai biết chữ. Thì theo gia đình em trai thì chia sẻ đẹp, vì lý do là vợ bỏ người đàn ông, bỏ chồng và bỏ con, và quyết định cho chồng ôm vào lần cuối cùng để kết thúc, và đi hiện nay đi với một nhân tình già.
Thì anh em mà đăng tải câu chuyện này, hiện nay thì cũng rất nhiều các cô chú anh chị cũng thương. Nhưng đến giờ phút này, cái câu chuyện này có thể là không biết là thương hay là ghét. Câu chuyện này câu chuyện đầu tuần, một câu chuyện là khác hoàn toàn. Hy vọng là các cô chú anh chị xem hết video này để biết rõ cái câu chuyện. Rồi xin chào em trai. Em cho anh biết em họ tên là gì? Em tên Lê Văn Thơm. Lê Thơm. Tên ngoài thường gọi là Châu. Ờ, Châu Thơm. Ừ. Thơm nhiêu tuổi đấy em? Dạ em 39. 39 này, còn trẻ. Thơm cho anh hỏi là em nguyên quán ở đâu? Dạ em ở Long An, Mộc Hóa Kiến Tường ạ. Mộc Hóa Kiến Tường. Dạ. Long An. Dạ. Ờ. Thơm thơm cho anh hỏi là hôm nay em về đây nhờ anh em Hiệp sĩ Bình Dương tìm ai vậy? Dạ nhờ anh em Hiệp sĩ Bình Dương tìm vợ ạ. Và em cho anh biết là vợ em họ tên là gì? Vợ Nguyễn Thị Ngọt, sinh ngày 4 ôi tháng 5 1983. Sao trước em yêu vợ, em quen vợ rồi sao này em có biết tuổi vợ trước không? À biết tên trước không? Sao dạ. Thơm Ngọt luôn hả? Dạ. Trời ơi, sao tên này hợp vậy? Thơm và Ngọt. Hay vậy. Vợ em sinh năm 83. Dạ. Quý Hợi đúng không? Dạ. Ồ, con em là Sửu hả? Sửu. Ờ, Châu mới Sửu. Hai con là gọi là bốn chân. Ồ, vậy là mạnh mẽ đây. Rồi em cho anh biết này. Vợ em ấy, mấy em ấy là mình được mấy người con rồi? Dạ ba đứa con gái rồi. Con vậy? Dạ. Con gái em nhiêu tuổi rồi? Dạ cái lớn này 20 rồi, con nhỏ kế nữa 18, còn cái út nữa 12. Em lên ba mấy? Dạ 39 ạ. 38. 85 38 à. Từ ngoài nữa 39. Đúng là 37 à. 85 37 à. Đúng chưa? Ừ. Đúng là 37 à, nhưng mà anh cứ cho là 38 đi. Mà sao con con lớn dữ vậy? Dạ, bao nhiêu tuổi em đấy vợ? Chắc gần 18 tuổi á, 17 tuổi. Ôi trời, cha mẹ gần 18 tuổi đã đây vợ rồi. Dạ. Ôi trời. Tại 20 tuổi là em được hai đứa gái lớn rồi. Ôi, 20 tuổi hai gái lớn. Dạ. Trời đất kỳ dân. Em nói chuyện thật không? Dạ thiệt. Dạ. Em nói chuyện thật chứ. Anh 25 tuổi anh còn chưa biết gái mà em dữ vậy. Mà em 20 tuổi em hai đứa con. Hồi đó quen vợ có 1 tháng cưới vợ lên nhà cắt lúa đó. Ồ. Quen cưới luôn. Vợ đi cắt lúa mới mướn à? Dạ. Ôi trời ơi, thế là gặp nhau luôn trên cao nguyên luôn, trên đồng lúa luôn. Vợ ở Kiên Giang luôn. Ồ, mà mình gặp nhau ở đâu vậy? Ở trên một quá em vợ lên nhà em cắt lúa đó. Vợ sao mà vợ lại biết nhà em về cắt lúa? Có ông chú đó, theo ông chú lên cắt lúa thuê đó. À vợ đi với ông chú đi cắt lúa thuê. Dạ. Vô tình đi cắt lúa nhà mình. Dạ. Gặp cái ngon quá hốt luôn. Em hôm bữa em nhìn vợ đẹp không? Xinh gái không? Đẹp. Nhìn đẹp quá mình hút hồn hay. Cứ ngày... hỏi trong vòng 1 tháng à. Tất cả 1 tháng. Dạ. Thế là hôm nay em cắt lúa hay hôm tấn công ai? Không. Giỏi vậy. Thế nên em dụ vợ, em tán vợ là mấy ngày? Mấy ngày đổ, mấy ngày vợ đồng ý? Từng lễ à, quen là trong vòng từng lễ là vợ chịu đi, hồi đó đi bán cái hàng đó. Rồi quen vợ từng lễ là vợ theo ghe rồi. Em tán gái như vậy là anh thấy em tán gái đẳng cấp đấy. Một tuần mà đổ là đẳng cấp. Anh tán nửa năm chưa đổ. Em tán một tuần là đẳng cấp, giỏi. Rồi cho anh hỏi này, vậy là 1 tháng mình cưới luôn à? Cưới to không? Em cưới lớn không? Lớn rồi đó, ở dưới quê miền Tây rước và bằng xuồng với ghe đó. Ui dạ. Từ Mộc Hóa chạy về Tiền Giang, vợ ở Tiền Giang xa 29 á. Chạy bằng xuồng luôn? Dạ xuồng. Chạy từ Mộc Hóa về đến đâu? Về đến là xã Hồng Mỹ Chinh, cái lễ Tiền Giang á. Bao nhiêu cây? Gần 100 mấy chục cây à. 100 mấy chục cây mà đi bằng xuồng? Dạ. Trời đất ơi. Tại hồi đó nhà ai ít khi nào mà có chiếc xe đạp cũng quý lắm rồi. Ồ, đi xuồng ghe không à. Mà ngày em đi bằng xuồng là đẳng cấp rồi. Dạ. Mà bao nhiêu xuồng? 6 xuồng to. Trời cứ nghe mùa lũ nữa. Xuồng to không? 2 chiếc ghe còn nhiêu đi vô lãi. Ui giời. Vui ha. Thế mình đi trên là mình có hát hò y xèo đấy không? Có. Tại lúc con về còn nhậu nhẹt. Nhậu trên xuồng luôn. Ồ tạt nước vui ha. Ồ thế nào. Đúng là cuộc vui đúng không? Phải nói là đẳng cấp đấy. Thế em cho anh hỏi này. Em và vợ ấy, trong cái thời gian vừa rồi ấy, là hai vợ chồng mình ấy, làm công việc gì? Dạ em thì chạy xe làm tài xế thôi. Còn vợ ở nhà ở không không à? Vợ không? Vợ ở không bao nhiêu năm rồi? Dạ, tại đúng 1 năm mà, Tết này đúng 1 năm. Sao vợ không đi làm? Em cho vợ ở nhà đang giữ mấy đứa con gái nè. Sao con gái vậy? Con gái lớn làm sao giữ? Dạ. Con gái lớn mà. Cái lớn mà nó còn đây đi học rồi đó. À. Cái đưa với nhỏ cái Út lại đi học, đang học võ ở Bình Chẩn. À, võ luôn. Gái võ luôn, về bảo vệ cha mẹ đấy. À. Còn một đứa thứ ba thì đang học tiếng Hoa. À. Ở dưới Vi Ship Việt Hương. À, vậy quá giỏi đó. Vậy tốt rồi. Rồi em cho anh hỏi anh em đi thẳng vấn đề luôn nhé. Yeah. Tránh những câu chuyện mà nó đi lâu quá để nó mọi người các cô chú anh chị chờ sốt ruột. Hai vợ chồng em ấy cuộc sống hôn nhân là có hạnh phúc không em? Vợ đó hạnh phúc, em đâu vợ đó à? Vợ đâu em đó à? Mình thực sự là mình có yêu vợ không? Em dạ, có yêu. Em có đánh có chửi vợ bao giờ không em? Không có đánh mà có chửi. Chửi nhiều không? Nhiều. Thường chửi.
Ngày nào chửi hả? Không, ít lắm mới chửi thôi. Mấy ngày chửi, chửi mình chửi theo quy luật hay là chửi không tui... chửi khi em bắt gặp này kia mới chửi thôi. À, chửi bất ông đúng không? Chửi tào lao. À. Còn bình thường là mình không chửi ha? Không. Nhưng mà thường thường là bắt gặp khoảng bắt gặp cái gì? Bắt gặp vợ nó về điện thoại nhắn tin này kia đó mới chửi thôi. Ôi trời, vợ hay điện thoại nhắn tin không? Cái đó nhà mấy gái bắt gặp ngoài về. Con gái bắt gặp ngoài. À. Bắt mấy lần rồi? Bắt trong tháng này chỉ 4-5 lần. Trời đất, trong một tháng 4-5 lần nhắn tin. Ừ. Vậy là quá nhiều rồi. Vậy nhắn tin cho ai? Em cũng không biết, không thèm điều tra nữa. Hỏi vợ không trả lời thì thôi à. Em cũng muốn điều tra tới gốc mà. Cái tuổi này là lì lắm, em không điều tra không nổi đâu. Quý họ lì lắm. Heo này heo rừng mà, không phải heo nhà đâu. Tại lúc lấy là vợ kêu điện thoại là xóa hết trơn à. Xóa hết luôn à? Ờ, xóa hết nó mới điện thoại. Ồ, xóa hết mới được. À, em không phục hồi lại à? Không. Tìm cách phục em hồi lại. Em cũng điều tra cho nó mệt chứ đó. Cái để tự vợ ấy à, trả tự giác à? Tự giác à? Em cho nhà này. Hai vợ chồng em tối có ngủ chung không? Có, em không bao giờ cho vợ ngủ riêng vậy đó. Ồ, nhưng vợ có đòi ngủ riêng bao giờ không? Không. Thế mình ngủ chung là tối hai vợ chồng là mỗi mạnh ai người ngủ hay là ôm nhau ngủ? Ôm nhau ngủ, em mà giật mình lúc nào phải mò kiếm vợ mới được. Ờ, phải ôm bằng được, mới ngủ được. Trời ơi, lúc vợ la, trời ơi đừng có đụng để tôi ngủ riêng đi. Em mà thức dậy phải mò đụng vợ mới ngủ tiếp nữa, nếu không đụng là em kiếm. À, kiếm bằng được thôi. Không được thôi. Không được, không thấy vợ là không ngủ. Đúng rồi. À, chính tỏ em rất yêu vợ. Vợ có ôm em không? Có. Vợ có hai vợ chồng là ôm nhau. À, con em ngủ riêng hả? Dạ con thì ngủ bên phòng riêng. À, nhà em có nhà lớn không? Dạ có nhà lớn ở dưới quê một quá chứ. Long An hả? Có nhà lớn. À, nhà này mình xây dựng hay nhà của ai? Nhà đây là em thuê nhà nguyên căn á. Không, là anh đang hỏi là ở quê á. Quê là nhà của ông già, tại đất đai em cũng mua dưới ở dưới. À, em có mua đất hả? Dạ. Vậy quá giỏi rồi. Thế còn em đang ở hiện nay đang ở đâu? Em ở cây xăng Tân Nguyên nè. Ở Tân Nguyên Bình Dương ha. Dạ, rồi cho anh hỏi là hai vợ chồng mình thuê nhà đây hả? Dạ. Nhà hay trọ? Nhà. Thuê nguyên căn luôn? Dạ nguyên căn nhà. Tháng nhiêu em? Tháng 2,5 triệu, điện nước 3 triệu. Dạ vậy? Trong khu dân cư. Ờ, thuê ngon vậy. Dạ. Em đi làm một tháng được nhiều tiền không? Dạ làm một tháng được 12 triệu ạ. À, đưa vợ 9 triệu ạ. À. Còn thuê nhà hết 3 triệu hay sao? Không, tiền đó vợ lo luôn. À, vợ là ăn trọn gói 9 triệu, còn là em xài giữ 3 triệu. Dạ. 3 triệu là xăng pháo đi lại ăn uống ha, cà phê ha. Ừ, cà phê. Em có nhậu không? Có. Nhậu dữ không em? Dữ. Ồ, nhậu dữ nhưng một tháng 3 triệu đủ không? Thì vợ quy định là đến tháng nghỉ hay làm gì nguyện đúng tháng đưa 9 triệu cho vợ. Cứ tháng đưa 3 triệu, à 9 triệu. Ừ, muốn nghỉ là nghỉ, muốn đi đâu đi. À, muốn nghỉ muốn đi với ai đi. À. Ồ, vợ ra cái quy định phải đẳng cấp đấy. Thế 9 triệu vợ xài có đủ không? cái đó xin thêm được riêng nữa. À. Ê, vợ là còn xin thêm nữa. Dạ. Toàn là vợ em moi một cái máy moi tiền với nó đẳng cấp đấy. Máy này máy moi tiền. Em là máy sản xuất tiền, vợ máy moi tiền. Nhưng mà em thấy đàn bà sợ không? Em có nhận không? Đàn bà người ta moi tiền giỏi không? Không nhận không? À, em có bao giờ em đưa tiền cho vợ em xin lại không? Không. Khi vậy? Mình hết tiền mình phải xin lại chứ. Không, mình tạm có mượn thì mượn chứ. À, mượn chứ không xin lại hả? Trả mượn xong rồi chừng nào có trả lại. Chừng nào có, khi nào chừng nào trả? Chừng nào trả? Em cho nhảy, mỗi lần nhậu say về mình có đánh vợ không? Không, em thề đó giờ là cứ trước khi cưới vợ em thề ông nội là tới chết không có đánh vợ. Có chửi thôi. Chửi mà khi bắt gặp vợ này kia mới chửi thôi. Em có hay ghen không? Ghen thì có ghen rồi đó. Mình có chung thủy với vợ không? Có, đó, em từng thề mà mình có từng... nó là cưới vợ mình chết mình, thôi. À. Em có đã từng đi karaoke hay tay vịn tay chống tay gậy chưa? Không. Không hả? Món này em không xài hả? Không. Kỳ vậy? Một mình vợ thôi. Thế thì rất rất tốt rồi. Nhưng mà anh thấy nó thắc mắc này. Hai vợ chồng em ngủ chung là tối mình có làm gì không? Có. Bình thường không? Trời bình thường à. Em khỏe không? Khỏe. Còn vợ chịu được không? Trời vợ chịu được mà chừng nào la đau quá thì nghỉ nghỉ vài ngày cho khỏe. Chính là em rất mạnh mẽ hả? Đúng một người đàn ông đích thực đấy. Còn lúc mới kia là mỗi ngày khi làm buổi sáng rồi buổi chiều đó. Làm hai cứ luôn. Ừ. Trời ơi. Chưa chạy về gặp cứ chưa làm cứ chưa đó. Rồi... Lại làm cứ chưa đó. Ba cứ. Trời ơi, rồi thời gian trong này vợ la đau bọn rồi gọi biết ngưng luôn. À. Chính trời em đẳng cấp đấy, mà làm ba cứ năm nay nhà anh bái phục em luôn. Tuổi này mà làm ba cứ anh bái phục. Chính trời em giỏi, em giỏi hơn người khác. Nhiều người mong muốn là cả tháng 1-2 điếu không được mà em một ngày em làm 3 điếu này. Đúng là trời phú nha. Dạ, khi vợ nó lúc nó la ông trâu bò gì cũng chơi chứ. Tôi nói tôi tuổi trâu mà. Đúng tuổi trâu. Trâu bò trâu quay ấy. Tôi phải hút như trâu luôn. Đây. Rồi ok em, vậy là tôi rất tốt. Vậy là cuộc sống hôn nhân của em từ trong ra ngoài. Dạ. Rất trọn vẹn, hạnh phúc. Em cho anh biết này, lý do tại sao vợ bỏ nhà đi?
Mà hay là vợ nhắn tin cho ai? Dạ vợ em trả nhắn tin cho ông nào đó. Ông nào khoảng nhiêu tuổi? Ông đó khoảng chắc cũng 50 à. 50 à? Hàng ba mấy nó không ăn được, hàng nào 50. 50 thì yếu rồi, héo rồi. Trời đất quỷ thần ơi. Tại ông đó ông điện ngày đêm với vợ không nhà là điện ngày đêm nhắn tin hoài đó. Chắc ông nó làm công việc ở đâu? Ở đâu? Em cũng không hỏi tới nữa. Sao mình không hỏi em? Tại em không thích cái vụ điều tra gồm gà ta, tự vợ mình tự giác à. Đến giờ phút này vợ đi chính thức là bao nhiêu ngày, bao nhiêu giờ, bao nhiêu tiếng? Đi chính thức hôm nay chắc cũng 7 ngày à. Em có tìm vợ từ hôm vợ đi nhà, em tìm ở những đâu rồi? Có em tìm Mương Giáp Bình Dương này, rồi em tìm đường quốc lộ 1A về bên vợ, mới về bữa tối thứ bảy. Tối thứ bảy rồi em lên ngày trưa hôm qua em đi làm. Vợ em trước khi đi là mang theo những cái gì? Có mấy bộ đồ à. Đem đồ luôn? Có 3-4 bộ đồ. Ồ, đồ vậy mới không? Không biết nữa, thấy ship trong cái vỏ vậy đó. Ai là người thấy? Mấy gái ở nhà. Con gái thấy hả? Thế còn vợ em nói là đi đâu? Đi về bên nhà. Bên ngoài đi về hả? Bên vợ ngoài á. Cái bữa chủ nhật em có xuống dưới có hỏi bà vợ nó, vợ mình đi về đâu chứ, đâu có chỗ ai đâu. Hỏi mấy cậu đâu. Vậy dạ, mà trước khi đi vợ nhắn tin mấy nói với mấy gái là tôi đi ra ngoài tôi chọn chỗ kiếm việc làm riêng luôn. Cái gì? Sao tự dưng lại như vậy hả? Không kìa, đêm nào em cũng đi kiếm. Đêm nào kiếm luôn. Trời ơi, anh nhìn em một người đàn ông mà phải là vô cùng rất hoàn hảo đấy. Tướng tá thì hết bài luôn. Nói chung là em nói chung hết bài rồi. Mà tại sao vợ vẫn chưa đủ hay vợ vẫn chưa thế nào mà vợ lại... Hay là vợ em chán em rồi? Em biết. Tại em thường thèm mà chả nếu vợ em chết là chết chung rồi vậy đó. Vợ mất em mất. Cho anh hỏi này. Có khi nào ấy, vợ bảo em ấy là vợ sẽ bỏ em không? Không. Nhưng có khi nào vợ buồn mà ví dụ em chửi vợ em, vợ nói là tôi sẽ bỏ ông không? Không thường buồn nói ấy, có ngày tôi bỏ thì đi chùa tu luôn á. Ôi giời, tu hối tu gì mà tu. Cái gì này cày quá bà chứ, bà sợ. Hay là em làm quá hấp. Cái đó biết trời, mà giờ này em ngưng được rồi, thấy giờ vợ than là em ngưng rồi. Than là ngưng luôn. Giờ này thấy khỏe là em lụm à. Khỏe là lụm rồi. Không. Trong này ông làm. Hay quá, là súng đạn mình sợ. Mạnh quá, mình đôn lên đôn xoáy lòng đầy đủ không? Đầy đủ ha. Đôn hết rồi, đôn duyên đôn lòng hết rồi. Tại người tâm lý thì đàng hoàng, ta nói tuổi 40 rồi đó, sinh ba đứa con rộng đó. Gọi em suy nghĩ cho em. Đâm mình sợ đúng không? Đâm mình sợ là không đủ đô, đâm là mình phải đôn. Dạ. Đúng là thật à. Bây giờ thì anh đồng ý là em cũng có tâm lý đó. Nhưng mà anh nghĩ rằng đôi khi có thể là em khỏe về cái chuyện này. Nhưng vợ em lại, nhưng mà em về em có hay nói chuyện với vợ không? Có, chậm bộ em dẫn lúc nào về dẫn tới 9-10 giờ. Khi vợ nó chợ để tao ngủ dẫn nói chuyện hoài. Em đi làm gì tới nhà mà dẫn vợ là muốn điên lên rồi. Tại có mặt vợ vui à. Ê, khổ vậy. Vợ tự dưng đi vậy. Lạ lùng. Vợ em, con gái em phát hiện được vợ nhắn tin nhiều lần không em? Không, cái bữa đi á. Con gái liệu có thấy cụ thể tin nhắn sao, nhắn yêu đương gì không? Có thấy nhắn qua lại ở chỗ đó bắt gặp đó rồi. Nhắn yêu đương luôn. Con nhỏ thứ hai đó bắt gặp rồi cự lộn rồi hổng lên chơi đó. Nhắn yêu đương ông già luôn. Cự lộn rồi nó kêu chồng. Bây giờ thế này nhé. Thì hiện nay thì cái thông tin bắt thì chưa bắt được. Nhưng mà toàn là gọi là con gái thấy, nhưng mà đến giờ phút này là vợ bỏ đi một cách bất thường. Chính vì lý do như vậy đây là có thể là anh nói thật. Vợ em đôi khi quen với người đàn ông khác, người ta nói chuyện hay ngọt. Em có thấy thế không? Thì bởi vậy cũng nói bên vợ, bà vợ nói bà vợ cho nó nói chuyện ngày đêm ngọt á. Đó. Rồi đang y như con gái mà đang yêu đương cho tuổi yêu đương vậy đó. Đúng rồi, đúng rồi. Chờ mấy gái em từng nói mà ông đó già muốn mẹ mà quen bỏ đi theo ông. Thời gian ông có đá đít mẹ về. Con gái bảo thế hả? Rồi hai mẹ con cự lộn. Ờ. Rồi giận nó bỏ về kêu chồng rước về quê vậy. Ờ. Nên hai mẹ con cự lộn nhau luôn. Đến giờ phút này em biết như thế thì em còn mong muốn là vợ về với em không? Không, em mong muốn vợ em về, có gì em bỏ hết à. Vẫn bỏ qua tha thứ cho bạn. Thường thường bắt người gì lợi cho ai, bắt người bỏ đi đâu. Chạy quay lại em bỏ hết tất cả. Vẫn là nếu về thì em vẫn tha thứ cho vợ. Thực sự là em rất yêu. Tại dân sống bình thường à. Rất yêu vợ. Công việc em hôm nay nghỉ hả? Dạ, sáng ngày xin chị chủ cho nghỉ buổi sáng. Tội vậy. Chịu anh chạy xe. Quá tội, em anh thấy em chịu khó. Bây giờ là dù gì dù cái việc kiếm vợ là kiếm vợ. Dạ. Còn cái việc chạy xe em là phải tập trung tư tưởng em nhé. Không có lơ đãng, chứ chạy xe không nghĩ về vợ nữa. Khi nào nghỉ thì tính nhé. Dạ.
Chứ bây giờ em chạy xe mà hôm nay em suy nghĩ là nó có vấn đề gì đó là khổ. Dạ. Em hiểu ý nhá. Dạ dạ. Ừ. Anh nói chuyện như vậy em hiểu ha. Ừ. Chính vì lý do vậy anh thì thật là cái anh thấy cái hoàn cảnh của em thì vui thì quá vui đó. Dạ. Em một người đàn ông phải nói là vô cùng rất mạnh mẽ và hoàn hảo. Anh chưa biết là cái cuộc sống hôn nhân của em ra sao. Nhưng mà anh nhìn đến anh nắm bắt được có thể là em rất tốt với vợ với con. Ừ. Và tiền bạc thì một tháng em đưa 9 triệu làm 13 triệu đưa 9 triệu nó ok đó. Đúng không? Không đánh đập, không chửi bới gì, nói chung là như thế là trong cuộc sống hôn nhân ấy mà để mà ngọt ngào ấy thì anh nói thật là cũng hơi khó. Đúng không? Lúc nào anh thương em, anh yêu em thì ngọt lắm, khó. Nhưng mà anh thấy là em là rất tốt rồi. Mà vợ đến giờ phút này vẫn còn nhắn tin hẹn hò với người đàn ông khác mà lại già rồi. Làm mấy tuổi này phải nói là lớn tuổi hơn vợ em nhiều lần, lớn hơn em nhiều. Em ba mấy à? Đúng không? Em trẻ khỏe, em chịu khó, chịu thương, yêu vợ mà vợ không chịu nữa là vợ mà bỏ em đấy. Anh nói thật là để kiếm một người đàn ông giống như em này khó. Nếu đúng hoàn toàn là em nói thật. Em nhậu nhưng mà em có bê tha thì say xỉn gì không? Không. Nhậu vẫn tỉnh táo hả? Dạ. Mình nhậu nhưng mình có đi phá làng phá xóm không? Không không. Ừ, thế hồi đó giờ chưa có gì quấn lộn lâu gì hết. Ừ, thế thì bình thường, nhậu vậy là bình thường nha. Ngoài giờ nghỉ mình nhậu bình thường, tối về mình nhậu bình thường, đâu vấn đề gì đâu. Em nhậu ở nhà hay ở quán? Nhà cũng có, quán cũng có. Nhậu lần hết nhiều không? Dạ. Nhậu lần hết mấy triệu không? Không, nhậu cứ anh em 200-300 ngàn vậy đó, hùng nhau vậy đó, bỏ ra nhậu. À, vậy là vui đó, bình thường mà. Cái chuyện là đàn ông mà nhậu nhà thì như thế là bình thường, nha. Dạ. Nó không có gì gọi là quá đáng cả, đúng không? Dạ. Nhưng bây giờ anh chỉ khuyên em một điều này, bây giờ đồng ý là các anh em sẽ đăng tải thông tin của em. Dạ. Hy vọng là các cô chú chỉ nếu ai phát hiện thông tin vợ em ở đâu thì báo tin cho anh để anh có hướng anh giúp vợ em. Dạ. Tư vấn và có thể là trò chuyện tâm sự để có thể là vợ em quay trở về. Dạ. Còn nếu mà vì một lý do nào đó mà vợ em thực sự mà yêu người ta mà vợ em không về thì mình cũng phải chấp nhận em ạ. Đó là duyên phận. Không có đó, nếu mà vợ nếu khách yêu đó thì về nó tiếng một. Đúng rồi. Cho dễ. Để cho mình khỏi lo lắng. Không kiếm nữa. Dạ. Đúng không? Để mình có tư tưởng là làm ăn việc khác, hoặc có thể là sau này mình chính thức là mình không sống với nhau nữa chẳng hạn. Thì người phải có vợ, người phải có chồng. Thà quay về năng tiếc tôi không ở với ông tôi vậy đó. Đi thà nói vậy luôn. Là em dễ. Vẫn chấp nhận đúng không? Dạ vẫn chấp nhận. Có là duyên phận em ạ. Dạ. Không ai mong muốn là mình bỏ vợ hoặc vợ bỏ chồng. Nhưng đó là duyên phận, đôi khi là vì một lý do đó là không hợp nhau hoặc là hết duyên. Dạ. Nhá. Thì đành lòng chấp nhận, mình không thù không oán không giận. Dạ. Nhá. Đúng rồi. Ừ. Được không? Được đó. Còn nếu vợ về mà vợ vẫn xin tha, anh ơi em biết lỗi với anh rồi, em có sai lầm, em có chót dài, vân vân và vân vân, anh tha thứ anh bỏ qua cho em về làm lại, em sống lại với anh tốt hơn và làm lại từ đầu thì mình bỏ qua, đúng không? Yeah. Đó thì thực sự cái câu chuyện của em anh thấy thương lắm, thấy một người đàn ông mà bản lĩnh đó chưa. Có nhiều người đàn ông về đây khóc lóc, ơi anh ơi em ơi anh thương em lắm em ơi đừng bỏ anh em ơi là em ơi anh không có em để anh không sống nổi em ơi là em ơi. Các anh này ông cười kìa, đâm ra các anh này cũng khóc luôn đấy. Khóc là khóc thương ông khóc quá, nhưng mà thực sự là thấy ông hiền ông tội quá, yếu đuối á. Người đàn ông nó phải bảnh lĩnh bảnh mẽ này, kê vào đầu nó cũng không có nhúc nhích đấy, mắt phải trợn tròn lên chứ lại cúm giò đấy thua, đúng không? Anh nói chuyện ở đây là không phải là để xúi em cái vấn đề khác, nhưng mà anh đang nói chuyện là em một người đàn ông bản lĩnh nha. Đàn ông mình phải bản lĩnh em ạ, dù rằng bất kể chuyện gì xảy ra, chứ vợ bỏ đi thì mình nói thật luôn, đồng ý là mình sống trong cuộc sống hôn nhân, đàn ông mạnh mẽ nào mạnh mẽ vẫn phải có người đàn bà. Nhưng mà khi một người phụ nữ người ta đã không thích mình, người ta không yêu mình nữa, là người ta bỏ mình thì mình níu kéo cũng chẳng giải quyết được gì mà, đúng không? Đúng rồi. Mình giữ được người ở đâu, giữ được người đi, em giữ được, em lôi được người ta về, nhưng mà đêm người ta lẩn đi, người ta đi thì mình đâu có chống được, đúng không? Đó, vì vậy anh em sẽ cố gắng đăng tải video nhanh nhất có thể, hy vọng là các cô chú anh chị nếu ai phát hiện là thông tin chính thức em gái này đang ở đâu thì báo tin giúp anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Trọng Dương theo số điện thoại 0913 785858, anh em sẽ khuyên để em gái quay trở về nhanh nhất. Rồi bây giờ em hãy nói rõ cái câu chuyện này, em hãy tâm sự với vợ em để hy vọng là vợ em xem và vợ em thấu hiểu và em nghĩ là cái tình nghĩa vợ chồng sống với nhau mấy chục năm qua hiện nay đã có 3-4 vợ con rồi, có thành ông xuôi bà xuôi rồi, vợ em suy nghĩ lại, vợ em quay trở về cùng gia đình. Rồi em nói chuyện với vợ đi. Được chưa? Em ơi, giờ anh không mong gì hơn, em mong em là chồng bỏ quay về bên đây, anh lúc nào cũng tha thứ cho em hết á. Trời, em về đây muốn làm gì làm vậy đó. Em về em có hứa là em yêu vợ nhiều hơn nữa không? Em yêu suốt đời luôn. Yêu suốt đời luôn. Mãi đầu bạc răng nong không? Em là tới chết luôn, em nói chắc ăn không? Em đã từng hứa rồi, vợ em giơ tay em hứa đi. Em xin thề luôn. Đó.
tội nghiệp không, người đàn ông phải nói là vô cùng rất hiền mà hậu, thật thà, tướng to khỏe, có ta hơn 80 kg à? Em cao 1m mấy? Em cao 1m6 à? 1m6 mà 80 kg, đẳng cấp đấy, khỏe mạnh, tướng ta ngon. Thôi đó, cái vợ có 4 mấy ký à? Ôi giời, lúc trước 4 mấy ký? Hay à? Chả mấy hình cưới đâu, có hình nào mà làm chân dung đâu xấu. Mà giờ em làm cách nào em mập dưới vậy? Em bày ra như được không? Mới có vợ về mới từ từ sao mập. Vậy hả? Hợp gu ha. Hợp nhau á. Rồi anh cảm ơn cái cuộc chia sẻ của em. Anh chúc em và các con và cùng toàn thể gia đình luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Em nhé. Dạ. Rồi hôm nay em về đây nhờ anh em để chụp một chương trình. Em có đồng ý cho các anh em chia sẻ tất cả thông tin của em lên tất cả trang mạng xã hội tìm vợ không? Dạ em đồng ý ạ. Rồi anh cảm ơn em nhé. Dạ. Chúc em thượng lộ bình an, hy vọng trong thời gian tới anh em về Bình Dương sẽ cố gắng đăng thông tin để tìm ra thông tin chính thức vợ em đang ở đâu, giúp vợ em quay trở về nhanh nhất có thể anh nhé. Dạ cảm ơn các anh mới nhiều ha. Rồi. Nhiều. Kính thưa cô chú anh chị và các bạn, đây là một cái câu chuyện một em trai chia sẻ về một câu chuyện là về vô cùng rất chân thật. Hy vọng là em gái này đang ở đâu đó thì em xem được video này, em hãy thương chồng thương con mình, em hãy quay trở về cùng gia đình. Bởi đây là một người đàn ông phải là vô cùng lý tưởng. Hy vọng em gái sáng suốt để quay trở về, tránh tình trạng mà em gái đi phải là rất xa, đến khi mà em quay về thì phải là rất khó. Cuối video cho phép công trần xin thay mặt các anh em Hiệp Chí Bình Dương, dạ xin kết thúc cái cuộc trò chuyện ở đây. Dạ xin hẹn gặp lại cô chú anh chị bạn trong những video tiếp theo. Xin kính chào, hẹn gặp lại.